Gia Bảo Luxury, vật chân quý gia truyền. Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Vào những dịp đầu năm thì chúng ta cũng là thời điểm để nhìn lại một năm cũ đã qua, đầy biến động của ngành đồng hồ. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi điểm lại 5 chiếc đồng hồ Chronograph tốt nhất năm 2019 nhé. Chiếc đồng hồ đầu tiên được nhắc đến trong video ngày hôm nay đó là chiếc Blancpain Air Command Chronograph Re-Edition. Tại sao video ngày hôm nay lại bắt đầu danh sách với một chiếc Blancpain? Đơn giản bởi đây là chiếc đồng hồ tuyệt vời nhất được ra mắt trong những năm gần đây của hãng. Trong khi hầu hết những mẫu đồng hồ được sản xuất bởi hãng mang hơi hướng thanh lịch, lấy cảm hứng từ đồng hồ lặn cổ điển, thì chiếc đồng hồ mới này lại tạo cảm giác khác biệt. Hãng có thể không nổi tiếng nhất về dòng đồng hồ phi công, nhưng trong lịch sử vào cuối những năm 1950, chính thương hiệu này cũng từng sản xuất đồng hồ mang tên Air Command cho không quân Hoa Kỳ. Mặc dù Air Command chưa bao giờ được không quân Hoa Kỳ sử dụng, nhưng điều này làm cho những chiếc Air Command nguyên mẫu trở nên cực kỳ hiếm và rất được các nhà sưu tầm trên thế giới thèm khát. Và năm nay thì Blancpain chọn phát hành lại dòng đồng hồ này với tên gọi là Air Command Chronograph Re-Edition. Một mặt nhà chế tác cho rằng đã đến lúc mang đến hào quang mới cho phiên bản huyền thoại và để đáp ứng nhu cầu của công chúng quan tâm đến đồng hồ phi công. Mặt khác thì đây cũng đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu tạo ra một mẫu đồng hồ theo sát bản gốc rất chặt chẽ. Đồng hồ có hai mặt số đối xứng với chức năng bấm giờ được trang bị bộ máy Blancpain Caliber F388B hoàn toàn mới thay thế cho bộ máy lên cót tay Valios Caliber 222 của bản gốc. Cỗ máy dao động ở tần số cao lên tới 36.000 VPH cho độ chính xác ở mức 1 trên 10 giây giống như là cỗ máy Zenith El Primero. Với một roto đẹp mắt được chế tác từ vàng 18K, tất cả đều có thể được chiêm ngưỡng qua nắp đáy từ Sapphire, chắc chắn là không có trong bản gốc. Chiếc đồng hồ này được sản xuất giới hạn 500 chiếc với giá bán là 18.500 franc Thụy Sĩ. Cái tên tiếp theo trong danh sách 5 chiếc đồng hồ Chronograph tốt nhất năm 2019 phải kể đến đó là Bulgari Octo Finismo Chronograph GMT Automatic. Trong danh sách những mẫu đồng hồ Chronograph tuyệt vời nhất 2019 thì không thể thiếu vắng mẫu đồng hồ này. Tại sao lại như vậy? Không chỉ chinh phục được giải thưởng đồng hồ Chronograph uy tín tại GPHG 2019 bởi vẻ ngoài ấn tượng, mà cỗ máy thời gian này còn giữ kỷ lục là mẫu đồng hồ cơ Chronograph mỏng nhất thế giới tại Bezoworld 2019. Chiếc Octo Finismo Chronograph GMT Automatic là sự hợp nhất sắc sảo giữa thiết kế tuyệt vời của Ý với kỹ thuật và sự khéo léo tuyệt đỉnh từ Thụy Sĩ. Thiết kế đồng hồ mang hơi hướng thiết kế hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng, nhiều góc cạnh, bề mặt trên thân vỏ. Kích thước thân vỏ, bộ máy lần lượt là 6,9mm và 3,3mm kết hợp với mặt số 42mm tạo nên một chiếc đồng hồ thể thao cao cấp đầy sang trọng. Cái tên tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là Cap Bucherer Heritage B-Compact Annual. Hoài niệm lại thập niên 50, nhà chế tác có tuổi đời 130 năm, Cap Bucherer đã ra mắt mẫu đồng hồ Chronograph Heritage B-Compact Annual với bộ vỏ có hình dáng độc đáo và mặt số được thiết kế đẹp mắt. Phiên bản 2019 giới hạn 888 chiếc có kích thước vỏ 41mm được trang bị nhiều chức năng tân tiến, khiến cho tuyệt phẩm này được ví như một vật phẩm cổ xưa mang trái tim tươi trẻ. Ngoài chức năng bấm giờ, đồng hồ còn có lịch năm và đặc biệt là hệ thống ô cửa sổ lớn hiển thị ngày gồm hai đĩa quay riêng biệt, cung cấp năng lượng cho chiếc đồng hồ đậm dấu ấn xưa cũ là bộ máy CFB 1972 có mức dự trữ năng lượng 42 giờ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với mẫu đồng hồ thứ tư trong danh sách ngày hôm nay, IWC Pilot Watch Double Chronograph Top Gun Seratanium. Đồng hồ Top Gun của IWC sản xuất từ năm 2007 dành cho các phi công giỏi nhất của Hải quân Hoa Kỳ. Vì vậy mà dòng Top Gun được hãng thiết kế đặc biệt với các vật liệu mạnh mẽ như là gốm, titan để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của phi công. Với phiên bản mới ra mắt năm nay, lần đầu tiên IWC sử dụng vật liệu mới cải tiến Seratanium để tạo nên hình hài của chiếc Pilot Watch Double Chronograph Top Gun Seratanium. Chất liệu đen mờ này được phát triển bởi IWC kết hợp những lợi thế của titan và gốm đã tạo nên vẻ ngoài độc đáo chưa từng có cho mẫu đồng hồ này. Đây là chiếc đồng hồ được trang bị cơ chế Split Second Chronograph để đo đồng thời hai khoảng thời gian ngắn và được cung cấp năng lượng bởi bộ máy Caliber 79420. Và cái tên cuối cùng xuất hiện trong video ngày hôm nay, Vacheron Constantin Historical Corner de Vache 1955 Steel.
Trong số những mẫu đồng hồ chronograph của Vacheron Constantin thì Cornet de Vacher 1955 đã trở thành một biểu tượng. Năm nay, chiếc đồng hồ biểu tượng này đã chính thức trở lại với phiên bản bằng thép không gỉ. Chiếc đồng hồ này mới được giới đồng hồ đánh giá là chiếc đồng hồ chronograph đáng mua nhất trên thị trường, bởi đây là một trong những đại diện hiếm hoi của dòng đồng hồ chronograph lên cót bằng tay, sở hữu vẻ ngoài cao cấp và thanh lịch. Ngoài ra thì tỷ lệ của đồng hồ gần như là hoàn hảo, với bộ vỏ được hoàn thiện tuyệt vời, nguyên bản và tinh tế. Việc sử dụng thép không gỉ cho bộ vỏ góp phần giúp đồng hồ nhẹ hơn và có khả năng chống chảy xước tốt hơn. Sự thay đổi dây đeo bằng da bê thay vì dây đeo cá sấu cổ điển cũng mang lại sự quyến rũ tuyệt vời cho đồng hồ. Trên đây là 5 mẫu đồng hồ ở chronograph được đánh giá là tốt nhất năm 2019 của gia bảo Luxury đã tổng hợp lại trong video ngày hôm nay. Không biết là các anh em đam mê đồng hồ có ưa thích mẫu đồng hồ nào trong số đó không? Hãy để lại comment ở phía bên dưới để cùng trao đổi với chúng tôi nhé. Và đừng quên theo dõi những video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.